Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường. Nam Mô Ni Phật. Ngưỡng Bát Tạc Trên Chư Tôn Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị khách quý và toàn thể các tài sinh thân mến, mười phương chư Phật hiện tòa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng đang hội tụ về đây. Vào giờ phút này, chúng con đê đầu bái thỉnh chư Tôn Thiền Đức và mời toàn thể chư vị khách quý và tất cả các tài sinh khởi thân niệm Phật cầu gia vị, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thường Trí Hòa Quảng khởi niệm. Kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh chỉ đạo hội tài ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hội Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả các trại sinh, tôi rất là vui được tới đây dự cái lễ khai mạc của hội trại mùa hè năm 2009 do sáng kiến của Đại Đức Nhật Từ và tất cả các thầy cô ở trong đoàn giảng sư trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Phải nói Đức Phật dạy chúng ta cái tuổi trẻ và cái sức trẻ rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Nếu mà cái tuổi trẻ qua rồi thì cái cuộc sống của chúng ta nó cũng không còn ý nghĩa nữa. Biết sống ở trong cái thời gian trẻ cho có ý nghĩa, thì sau này lớn lên chúng ta mới có đóng góp được cái gì cho đất nước, cho dân tộc và cho nhân loại. Cái sức trẻ không được khai thác đúng theo một chiều hướng tốt mà Đức Phật đã dạy, thì chúng ta sẽ bị cái thế lực mà của vô minh và của ác ma chi phối, tạo thành ra một cái thế lực mà gây đau thương tăng tốc cho loài người và chính cho bản thân họ. Vì vậy, đối với Phật giáo chúng ta luôn luôn quan tâm đến cái giới trẻ. Giới trẻ hôm nay cũng có thể trở thành hiền thánh ở trong tương lai, cũng có thể trở thành Phật, mà cũng có thể trở thành ác ma, nếu không được hướng dẫn đi cho đúng cái con đường đó. Trong cuộc sống chúng ta, thường chúng ta thấy có hai cái thế lực mà thuận và nghịch, ta gọi là cái thế lực của đạo đức và cái thế lực của phi đạo đức. Cái thế lực của đạo đức ở đây chúng ta gọi là Phật, mà cái thế lực phi đạo đức thì chúng ta gọi là ác ma. Ác ma có một cái sức cám dỗ con người và đưa con người vào trong cái con đường tội lỗi, khổ đau rất là lớn. Cho nên người Việt Nam chúng ta là thường có cái quan niệm ma luôn luôn mạnh hơn Phật, bảo là đạo cao một thước thì ma cao một trượng, tức là thế lực của ác ma mạnh. Cho nên chúng ta dạy đạo đức suốt đời, nhưng mà chỉ sơ hở một chút thì chúng ta liền bị ác ma chi phối, và cả một cuộc đời chúng ta nên bị chôn vùi vào ở trong cái tội lỗi. Đó là một cái điều mà quan trọng ở đây chúng ta đã thấy. Thì như vậy đó, những người trẻ hôm nay thì sẽ là những người lớn ở ngày mai. Nếu mà nói trẻ thì 60 năm về trước tôi cũng là một học sinh trẻ. Nhưng mà 60 năm về trước đó, tôi là một học sinh trẻ, nhưng mà cái may mắn của tôi đó là được gặp Phật Pháp, được gặp Thầy Hiền khai ngộ, được gặp bạn tốt dìu dắt, cho nên tôi đi vào trong con đường của Phật Đạo. Tất cả những người bạn của tôi cũng trong thời đó phần lớn là bị cái thế lực của vô minh, của ác ma chi phối, cho nên họ lao đầu vào những cái việc mà không nên làm hay là không đáng làm, và chính bản thân của họ bị hại, và luôn những người ở trong xã hội cũng bị họ hại. Đó là cái kinh nghiệm mà tuổi trẻ, và muốn nhắc nhở cho cái thế hệ trẻ hôm nay, và quý vị sẽ trở thành những người lớn ở trong tương lai. Thì ở trong cái khoảng thời gian tuổi trẻ là gì? Tức là cái sức sống đang lên, cho nên chúng ta không thể nào kìm hãm lại được. Cái người có cái ý thức kìm hãm cái sức trẻ, đây là điều sai lầm. Giúp phát triển cái sức trẻ, nhưng mà phát triển đúng thì nó trở thành có lợi ích vô cùng. Cái sức trẻ mà được phát triển đúng, nó đã phát triển tự nhiên, nhưng mà đưa nó vào trong quỹ đạo đúng
Thì đây mới là vấn đề quan trọng. Cho nên cái sáng kiến mà mở những cái lớp học Phật Pháp cho các em thanh thiếu niên ở tất cả các tỉnh thành của Đại Đức Nhật Từ, tôi thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa và rất đúng. Và chính những cái lớp học mà ở những cái vùng xa, cái vùng nghèo, kém văn hóa đó được ung đúc theo cái tinh thần Phật giáo, để rồi từng bước cũng có thể trưởng thành ở trong Phật giáo. Đây là một việc làm phải nói là đúng. Với một ý tưởng đúng như vậy đó, thì cái việc đầu tiên tôi thấy kết hợp được thành ra một đội ngũ gọi đó là giảng sư trẻ. Thế giảng sư trẻ này là gì? Tức là không phải là giảng sư chuyên nghiệp rồi, không phải là giảng sư tốt nghiệp ra trường, nhưng mà rất là quan trọng. Vì giảng sư trẻ nó có một cái suy nghĩ, nó có một cái việc làm, nó tương ưng với cái lớp người trẻ trong xã hội, cho nên nó dễ gần gũi hơn. Đây là cái việc quan trọng chúng ta đã thấy. Cho nên các thầy, các cô là học tăng, học ni ở Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố, đó là những người giảng sư trẻ. Còn đang ngồi ghế nhà trường, còn đang nghiên cứu Phật học, nhưng mà tất cả những cái gì mình biết và mình đã thực hành có kết quả thì mang cái này ra để mà dạy cho người khác. Ở đây trong Phật giáo chúng ta có một câu nói rất hay: tự hành và quá thai. Tức là cái việc làm của chính chúng ta có những cái kết quả thì đem cái kết quả này mà dạy cho người khác. Đợi đến khi chúng ta thành Phật rồi mới ra giáo hóa thì không biết đời này hay là bao nhiêu đời kiếp nữa chúng ta chưa giáo hóa được nữa. Cho nên cái gì chúng ta học được, ta áp dụng có kết quả thì ta mang cái này ra ta giảng dạy cho người khác, giúp đỡ cho người khác cùng thăng hoa trên cuộc sống. Đó là một cái hướng mà tôi nghĩ rất đúng. Cho nên cái hướng đúng này nữa, các thầy cô trẻ vừa học mà vừa đi giảng dạy, mà lại là giảng dạy ở cái vùng xa, vùng nghèo, thì cái việc này nữa, tôi cũng đã từng làm 50 năm về trước. Đi ở cái vùng xa, vùng nghèo, tại sao vậy? Ở trên thực tế cho chúng ta thấy ở những cái nơi đó họ rất cần, họ rất cần chúng ta, họ rất cần Phật Pháp. Cho nên ta tới đó làm đạo thì đây rất là thuận. Vì vậy đó mà tôi thấy các thầy, các cô giảng sư trẻ đi ở cái vùng xa, vùng nghèo, vùng rất khó khăn, nhưng mà lúc nào nữa cũng cảm thấy trong lòng mình hân hoan. Đó là một cái điểm đặc biệt đó, mà của các thầy cô trẻ mà đã làm. Thì như vậy, những thầy cô trẻ ở học viện đi tới cái vùng xa, gặp một cái may mắn nữa đó, là các thầy trụ trì, các ni sư trụ trì ở các cái chùa xa này cũng có một cái tâm gọi là vì cuộc đời, vì tuổi trẻ, cho nên mới đứng ra tổ chức những cái lớp học Phật Pháp. Nên đứng ra tổ chức những cái lớp học Phật Pháp và đỡ đầu, giúp đỡ để cho lớp học này được thành. Đương nhiên cái việc làm nào cũng đều có cái phản ứng của nó. Không phải là tất cả những người lớn tuổi này họ đều ủng hộ hết cái việc làm của chúng ta. Có người ủng hộ nhưng mà có người chống đối lại. Đây là cái sự thật, ta khó tránh khỏi. Cho nên cái may mắn là cái số người ủng hộ nhiều hơn và cái số người chống đối ít hơn. Nhờ như vậy đó mà chỉ trong vòng 2 năm, trong vòng 2 năm tổ chức hội trại lần đầu tiên ở Bình Thuận, thì quý thầy
đã quy động được trên 1.000 trại sinh. Và đây lần thứ hai tổ chức tại Suối Tiên, đại chúng ta được trên 2.000, thì như vậy nó đã hơn gấp đôi. Nó hơn gấp đôi. Cho nên lần đầu tiên số người tham gia không đông, và chắc chắn là cái số người ủng hộ cũng không nhiều. Cho nên trại chúng ta tổ chức rất là khiêm tốn, ở cái vùng xa hẻo lánh để tránh đi cái sự tốn kém. Nhưng mà lần thứ hai này đó, cái việc làm chúng ta đúng, có ý nghĩa, cho nên là được cái ban giám đốc của khu du lịch Suối Tiên ủng hộ, đưa cái trại về trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là một công viên văn hóa mà đẹp nhất của cả nước chúng ta. Nó đẹp đó, không phải vì phong cảnh, nhưng mà nó đẹp đó, là vì ngoài phong cảnh đẹp ra, nó còn có một cái tính chất tâm linh, truyền thống, dân tộc rất đặc biệt. Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta thấy. Các cái công viên khác, các cái khu du lịch khác khó có gì. Các cái khu du lịch khác đó, thì thường thường có những cái tổ chức vui chơi, nhưng mà thậm chí chúng ta nói là có những cái vui chơi không lành mạnh. Cho nên vui chơi lành mạnh thì tốt, nhưng mà vì lợi nhuận, vì kinh doanh, cho nên đưa những cái tổ chức không lành mạnh vào để nhằm thu hút số đông. Vì vậy đó mà một số các cái khu vui chơi không lành mạnh. Cho nên khu du lịch Suối Tiên ta đây đó, nó có cái đặc biệt khi bước chân vào thì chúng ta thấy một cái núi ở phía bên tay trái ra. Nếu mà nhìn kỹ, ta thấy cái núi này có một cái dáng dấp của 18 đời vua Hùng. Ta nhìn thấy cái núi, nhưng mà nhìn kỹ ta thấy có cái dáng dấp của 18 đời vua Hùng, làm chúng ta nghĩ tới cội nguồn, làm ta nghĩ tới dân tộc, làm cho chúng ta nghĩ tới đất nước. Cho nên khu du lịch này đầu tiên muốn gợi cho tất cả mọi người tới đây đều phải nghĩ tới dân tộc, nghĩ tới đất nước, nghĩ tới cái công sức bồi đắp của tiền nhân ta. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tôi có cảm tình nhất đối với cái khu du lịch này là chỗ này. Cái việc thứ hai là gì? Vô đây chúng ta có một cái điện Phật. Có một cái điện Phật. Tới đó chúng ta nhìn lên cái hình ảnh của Đức Phật, chúng ta suy nghĩ về cái gì? Đây là cái việc quan trọng. Và cái việc thứ ba nữa đó, là chưa có khu du lịch nào làm được đó, đó là tổ chức cái lễ trai tăng cúng dường mà phải nói là lớn nhất ở trong cả nước. Chưa có nơi nào làm được như là khu du lịch Suối Tiên ta nào. Cũng đồng lúc với cái đoàn giảng sư trẻ chúng ta nữa, thì 2 năm liền tôi đã tới đây chứng kiến cái lễ trai tăng, lễ cầu nguyện, lễ cúng dường suốt cả một tuần lễ. Ai đi vào đây nữa ăn chay được miễn phí. Đây là một việc làm tôi nghĩ chưa từng có. Nhưng mà cái điều làm cho chúng ta vui mừng hơn nữa là gì? Mặc dầu ban giám đốc của khu du lịch này nữa phát tâm làm được những chuyện lớn như vậy, mà lại là khu du lịch chúng ta luôn phát triển tốt. Tại vì mọi người nghĩ rằng nếu mà bỏ tiền ra mà bố thí cho tất cả những người đi vào tham quan đây đó, ăn mỗi một ngày như vậy đó, cả vạn người, thì cái tốn kém biết là bao nhiêu. Đây là việc quan trọng nhất. Mà suốt cả tuần lễ như vậy mà lại là không phá sản, không nghèo, cũng là điều kỳ lạ. Cho nên từ chỗ này mà tôi liên tưởng tới ông Cấp Cô Độc ở trong thời Đức Phật. Cho nên Cấp Cô Độc càng bố thí thì lại càng giàu thêm. Cho nên khu du lịch Suối Tiên chúng ta nữa lại càng bố thí, càng cúng dường, thì khu du lịch chúng ta lại càng đẹp hơn và càng mở rộng hơn.
Cho nên là lần này các em được về dự trại ngay trong cái khu du lịch đẹp nhất mà mang tính cách tâm linh của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng đối với một đời học sinh của mình. Đó là cái việc quan trọng mà chúng tôi thấy. Cho nên làm đúng thì chắc chắn sẽ có sự ủng hộ. Ủng hộ vô hình và ủng hộ trên thực tế. Lần thứ nhất chúng ta tổ chức ở Bình Thuận, ở trong một vùng nghèo để khỏi tốn tiền. Nhưng mà lần này nữa thì chúng ta lại được cái sự ủng hộ để tổ chức tại đây. Nhưng mà từ chỗ này nếu ta khéo tu và ta đi đúng hướng thì lần thứ ba tôi nghĩ là chắc chắn tốt hơn. Lần thứ ba chúng ta tổ chức là chắc chắn tốt hơn. Nếu mà chúng ta đi đúng, đúng cái con đường. Thì như vậy đó, như thế nào đây tôi gọi là đúng này? Cái đúng mà tôi muốn nói đây này, nó đúng ở cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tức là cái hướng của chúng ta đi đúng theo cái truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta. Muôn đời là dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là cái hướng mà duy nhất. Ta không chạy lệch trong này. Ta không mang cái tính cách vọng ngoại. Ta học cái văn minh của tất cả các cái nền văn minh trên thế giới. Nhưng mà cái truyền thống dân tộc của chúng ta đó, thì cái trường hợp này không thay đổi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái hướng của chúng ta đi đúng là cái hướng của dân tộc. Cái việc thứ hai là gì? Chúng ta lấy giáo lý của Đức Phật mà xây dựng cuộc sống cho ta và cho những người chung quanh ta. Cái việc này cũng là việc quan trọng. Giáo lý của Đạo Phật để xây dựng cuộc sống chung quanh ta. Thế là giáo lý Đạo Phật có khác với giáo lý các tôn giáo khác là gì? Chỗ này chúng ta có cái suy nghĩ. Thế là giáo lý của các tôn giáo khác á, thì chủ yếu là niềm tin. Thế là chủ yếu là niềm tin. Đôi khi niềm tin trở thành mù quáng, rồi trở thành cuồng tín, có thể làm tất cả những cái việc ác mà do các tôn giáo đã làm. Cái này là từ cái chỗ mê tín cuồng tín đưa tới một chỗ sai lầm lớn. Vì tất cả các tôn giáo ở trên thế gian này là phần nhiều phát xuất từ niềm tin. Nhưng mà Đạo Phật chúng ta thì lại có khác. Cho nên niềm tin đương nhiên là cốt lõi của tôn giáo rồi. Nhưng mà niềm tin của chúng ta đó có trí tuệ chỉ đạo. Niềm tin ta có trí tuệ chỉ đạo, chứ không phải tin cách mù quáng. Cho nên Đức Phật khẳng định cho chúng ta đó là muốn tin một điều gì thì chúng ta cần phải cân nhắc. Cân nhắc cho thật kỹ lưỡng, xem coi cái điều này có lợi cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai không. Thì lúc bây giờ chúng ta mới tin. Tin xong rồi ta thực tập, ta xem coi cái kết quả có đúng như vậy chúng ta mới tin chứ. Đây là cái niềm tin ở trong Phật giáo. Cho nên niềm tin có trí tuệ. Vì vậy đó mà ta lấy cái giáo lý của Đức Phật để xây dựng cuộc sống cho chính mình và xây dựng cuộc sống cho tất cả những người chung quanh mình. Đó là cái việc thứ hai mà tôi nghĩ là đúng hướng. Nếu ta đi đúng hướng đó, đừng để cho chừng. Tức là Phật Pháp là đạo của trí tuệ, thể hiện cái tình thương cho cộng đồng. Nếu ta xây dựng trên tinh thần Đạo Phật và dân tộc như thế thì đây là một cái định hướng mà đúng nhất. Tôi tin tưởng tất cả mọi người sẽ ủng hộ chúng ta về việc này. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các đại sinh chúng ta họp mặt với nhau để làm gì? Tức là chúng ta trao đổi những cái kinh nghiệm sống trong Đạo Phật. Đấy là quan trọng. Cho nên kinh nghiệm sống trong Đạo Phật, cái người mà nắm giềng mối của giáo lý Đạo Phật là tăng ni xuất gia, tức là thể hiện giáo lý trong cuộc sống. Người học sinh cư sĩ tại gia đem hai cái này kết hợp lại để chúng ta gọi là đem đạo vào đời.
để làm đẹp cho cuộc đời chứ. Đây nó có một cái sự kết hợp. Nếu mấy thầy mà chuyên tu thì cái trường hợp nó mang tính cách thuần lý mất đi. Còn có một cái kết hợp với các em học sinh thì cái này nó mang tính cách xã hội. Cho nên hai cái này được kết hợp với nhau thì nó mới cho ra một cái thành quả tốt đẹp của cuộc đời. Cho nên giữa cái giới xuất gia và giới tại gia, hai cái này hợp tác và bổ sung cho nhau để tạo thành ra một cái đoàn ngũ mà tiêu biểu cho đạo Phật chúng ta của ngày nay. Thì như vậy đó, tất cả các em học sinh mà nếu chúng ta không hướng dẫn, không dìu dắt đi đúng cái hướng đạo pháp và dân tộc này thì chúng ta sẽ bị cái thế lực xấu cám dỗ. Thế nên thế lực xấu cám dỗ, tại vì cái sức sống đang lên, cái ham muốn nó tràn đầy ở trong lòng, cho nên cái ham muốn, cái dục vọng, tất cả những cái này nó đều phát triển theo cái phát triển của cơ thể. Đó là việc tất yếu. Vì vậy nữa mà đạo Phật chúng ta có một chủ trương làm sao cho cái cơ thể phát triển theo chiều hướng tốt, làm sao cho cái tinh thần phát triển theo chiều hướng tốt. Đây là cái hướng mà chúng ta làm. Tức là cơ thể phát triển theo một cái điều hướng tốt á, thì đương nhiên cái này á, là chúng ta biết rồi. Cho nên đa số những người ở bên ngoài, ở ngoài đời, họ vì cái gì? Họ vì ăn. Vì ăn và vì vui, hai cái việc chính. Vì ăn và vì hưởng thụ về tinh thần gọi là vui. Cho nên từ cái chỗ mà hưởng thụ về vật chất này nữa, có nghĩa là ăn mà nghĩ tới những cái món ăn ngon. Những món ăn ngon để làm sao cho mình thích thú và tạo cái điều kiện cho những người khác thích thú. Nhưng mà Phật giáo chúng ta có trí tuệ, cho nên có một cái sự hướng dẫn kỹ hơn. Ăn thì cái điều quan trọng là gì? Chúng ta ăn để sống chứ. Tình là ăn để mà sống, cho nên lúc bây giờ đó ta loại trừ cái thức ăn ngon mà có độc tố này. Tình là thức ăn ngon mà có độc tố thì cái điều này ta tránh. Tuổi đã già như hôm nay mà tôi còn làm Phật sự được đó, là nhờ tôi đi đúng hướng. Cho nên từ cái năm 12 tuổi đi tu cho đến năm nay tôi 72 tuổi, như vậy là 60 năm rồi. Hãy tôi nghe cái món ăn nào nữa mà có chất độc là tôi không bao giờ tôi ăn. Dầu ngon mấy cũng không ăn. Đây là cái điều quan trọng thành cái kinh nghiệm tôi. Cho nên nó dạy các em của chúng ta nữa là ăn ngon cũng được, không sao, nhưng mà nhớ loại trừ chất độc. Tại vì những cái món ăn ngon này nữa thường hay đi kèm theo cái độc tố mà nó tạo cho chúng ta có một cơ thể không khỏe mạnh bao giờ. Ta nên khỏe mạnh trong nhất thời, nhưng mà nó hại chúng ta cả một cuộc đời. Ta nên cái món ăn ngon mà có độc tố thì về sau này nữa thường thường sanh ra những cái bệnh nan y. Đây là việc chính mà không phải. Cho nên khi mà dìu dắt các em thì phải dìu dắt cho nó có một cái nhận thức chính xác về cái việc này, về cái cơ thể. Cái việc thứ hai ta gọi là cái món ăn tinh thần. Cái món ăn tinh thần là thường thường nữa là phải có một cái sự vui chơi. Tại vì cơ thể phát triển thì tinh thần phát triển theo. Nhưng mà phát triển theo cái chiều hướng tốt, phát triển theo đạo đức, phát triển trí tuệ đó, thì cái việc này rất cần. Nhưng mà ngược trở lại đó, để cái tinh thần nó phát triển theo chiều hướng xấu đó, thì cái này nguy hiểm chúng ta vô cùng. Cho nên vui chơi, nhưng mà vui chơi cái gì? Và cái vui chơi đó sẽ tác động vào trong cuộc sống như thế nào? Đây là một cái việc mà quan trọng chúng ta cần nhận ra. Đa số những cái vui chơi của các nước văn minh tiến bộ ngày nay đó, thì cái vui chơi đều kèm theo cái nguy hiểm hết. Tổ chức những cái trò chơi, thậm chí đó, người ta có tổ chức những cái trò chơi mà bảo là dành cho người lớn. Mà nói là dành cho người lớn đó, thì đôi khi tuổi trẻ lại tò mò.
Thì đây rất nguy hiểm. Cho nên tất cả những cái tánh tò mò, những cái này sẽ dẫn đi vào trong con đường tội lỗi dễ lắm. Từ cái chỗ đó đó mà trong các học đường chúng ta nó sanh ra những đứa trẻ nghiện ngập. Cho nên những đứa trẻ là vì tò mò, cho nên từ cái hút thuốc lá cũng đã nguy hiểm rồi, nhưng mà hút thêm những cái chất độc nữa, khác nữa, này nguy hiểm vô cùng. Đây là vui, gọi là hưởng thụ. Rồi đó là những cái phim ảnh đưa vào trong tất cả. Thì như vậy đó, nó làm băng hoại cái tinh thần của tuổi trẻ. Cơ thể hư hỏng và tinh thần cũng băng hoại nữa, thì cái xã hội chúng ta như thế nào? Vì vậy đó mà chúng ta có cái vui chơi, mà cái vui chơi lành mạnh. Tôi thấy thí dụ như bây giờ nữa, tuổi trẻ các em vui, nhưng mà vui cái ca múa. Trong cái ca múa để mà ca ngợi Đức Phật, ca ngợi các vị thánh, ca ngợi những cái người mà đáng kính trọng trên cuộc đời này, để làm cái gương sáng cho các em học theo, rồi các em trưởng thành. Cho nên đây là cái việc quan trọng, cho nên cũng vui. Cũng vui, nhưng mà cái vui này ta gọi là cái vui lành mạnh. Rồi đó, từ cái chỗ đó ta cũng cái vui mà ta gọi là vui theo đạo pháp. Tên cái vui mà học giáo lý, cái vui mà học khoa học. Ta nên nhờ lấy cái nguồn vui của giáo lý, lấy cái nguồn vui của khoa học, mà từ cái chỗ đó chúng ta mới phát triển cái đời sống tinh thần mình lên, trở thành một con người có ích cho xã hội trong tương lai. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên dùng cái trí khôn con người mà phát triển về đạo đức, phát triển về trí tuệ, thì hai cái việc này nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành ở trong tương lai. Cho nên cái kinh nghiệm 60 năm hành đạo của tôi đó, làm được một số việc, biết được một số việc ở trên cuộc đời, thì cái này nhờ tôi sống vui ở trong đạo, lấy đạo pháp làm nguồn vui, lấy đạo pháp để mà chỉ đạo cho cuộc sống của chính mình. Nhờ như vậy đó mà tôi đạt được cái kết quả nhất định. Cho nên với cái thành quả mà tôi đã đạt được đó, tôi cũng mong cho tất cả các trại sinh, các em hôm nay trong tương lai đều trở thành ra những người hữu ích cho xã hội. Đó là điều mong ước. Nếu lấy cái vui của đạo, lấy cái vui của truyền thống dân tộc làm lẽ sống của mình, thì trong tương lai mình sẽ là những người có ích cho đất nước chúng ta. Và nếu thêm một bước nữa thì Đức Phật dạy chúng ta, những cái gì trong hiện tại đó là kết quả của quá khứ. Cho nên kết quả trong quá khứ có nghĩa là ở trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, nhờ ta có một cái duyên lành gắn bó với Phật pháp, cho nên ngày nay ta sanh ra được ở trong một nước thanh bình, ta sanh ra một nước theo đạo Phật, ta được tiếp xúc với pháp của Như Lai. Nếu mà nhân cái chỗ này ta không biết phát triển lên, thì khi chúng ta mất cái nhân lành này rồi thì đời sau nữa chúng ta không biết là sẽ như thế nào. Cho nên được ở trong hiện tại thì chúng ta nghĩ xây dựng cho chúng ta có một tương lai. Cho nên tương lai gần có nghĩa là suốt một cuộc đời này, tương lai xa và những kiếp về sau cho tới cái ngày thành Phật. Đó là cái điều kỳ vọng của tôi, và cũng cầu mong tất cả các trại sinh có một niềm tin vững ở Đức Phật che chở chúng ta, có một niềm tin vững ở lời dạy của Đức Phật không bao giờ hư vọng, và áp dụng trong cuộc sống mình để đạt được cái thành quả tốt đẹp cho bản thân và đóng góp cho xã hội trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đến trong ta thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền,
trở về bờ giác an vui. Quyết quay 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 trở về bờ giác an vui. Trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui.